em xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình Audio Đông lên sóng giới thiệu anh em hai mẫu lọc của Hàn Quốc thuộc phân khúc VIP. Đó là chất âm hay, hình thức đẹp, hai đèn. Và hình thức của hai mẫu lọc này còn lại đến giờ là đẹp xuất sắc, hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em nhé. Xin chốt câu đó luôn, bãi zin tuyệt đối và hình thức đẹp xuất sắc luôn. Đây là hai mẫu lọc khá quen thuộc của dòng in keo Hàn Quốc. Nó có tên là 5010C. Mặc dù nó in tên thì con thì nó ghi là 6600, con thì ghi 8500, nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn là mẫu lọc 5010. Và đây cũng như vậy. Không hiểu tại sao, có thể là lúc đó là cái hãng Hyundai này nó đặt hàng hay sao ạ, thì nó dán cả tem Hyundai đằng trước này anh em này. Và đằng sau cũng như vậy. Đằng sau xem nào, cái dòng Hàn Quốc nó vậy đó. Đây nó in cả Hyundai đó. Mặc dù nó vẫn là in keo anh em nhá, vẫn là mẫu lọc in keo của Hàn Quốc, kể cả nó ghi là gì đi nữa, 6600, thì anh em vẫn phải hiểu nó là mẫu 5010C. Hàn Quốc nó là như vậy, nó không khác nhau một chút nào. Và đây có, tôi có hai con, một con thì có tiếng Anh, một con có tiếng Hàn. Có tiếng Anh thì các bạn nhìn thì nó ra ngay, đây là đường vào, đường xuất âm thanh ra. Còn đường vào còn lại đây, thì anh em bên này cũng tương ứng như vậy, đây là đường vào, đường xuất ra, đường vào, đó. Đều dùng điện 220, và con trên là có hai cầu điện. Nhưng kể cả hai cầu điện thì khi mình sử dụng thì mình cũng chỉ sử dụng điện 220 thôi. Số series đây anh em có thể nhìn thấy này, con này là 5796, còn con dưới là 104, đó. Nếu nói về độ đẹp thì tôi dành cho nó hai từ xuất sắc. Và cửa hàng đã nói zin, đẹp là phải đẹp anh em nhé. Anh em hãy nhìn kỹ mặt tiền đi, tôi sẽ quay rất gần để anh em cảm nhận rõ. Bởi vì bán hàng qua mạng nên là tôi cũng muốn rất chuẩn chỉ cho anh em. Thì anh em xem thông tin trên mạng nên là càng rõ càng tốt. Mình nhau để ở đông phương châm đó là như vậy. Chắc tìm ở đâu đó chỉ có sớt lông chuột một tí tí thôi, còn nó đen xì, nó bóng nhẫy luôn. Tôi sẽ nói qua về các nút chức năng. Con trên nó tiếng Anh thì nói quá dễ, còn con dưới nó tiếng Hàn thì các bác cứ nhìn từ trên xuống dưới, nó sẽ tương đương nhau anh em nhá. Anh em bấm nút này thì nó sẽ có cái đèn ga sợi ở đầu cần ấy. Tôi sẽ vặn thấp xuống anh em cảm nhận này. Đó, nếu tắt đi nó sẽ không có cái đầu cần đó. Thì tốt nhất là mình tắt nó đi, bởi vì để kia nó sẽ không đẹp. Nút này là nút đèn nháy và không nháy, khuôn nhạc và nháy. Chế độ flash nút thứ 3 tương đương với chế độ chưa có lọc là nằm ngang. Defeat tương đương với chút nút defeat này. Defeat là không có lọc mà. Memory là lưu nhạc. Ship là chuyển hệ người dùng và máy. Nghĩa lọc này có 6 chế độ của người dùng và 6 chế độ máy. Ở đây đang hiện user, có nghĩa là đang ở chế độ người dùng. Còn đây, bấm vào đây, hiện chữ preset và user thì là chế độ người dùng ở máy anh em nhá. Tiếp theo 1, 2, 3, có nghĩa là 6 khuôn nhạc. Đó. Chế độ này là loa trái loa phải này, nhưng mình sẽ để loa trái loa phải liền một lúc. Equalize defeat, tắt nó đi, là nếu hiện chữ này là không có lọc, bỏ đi. Equalize record không dùng đến. Đường vào âm thanh, đường tape. Đó, đường tape anh em nhá. Tôi sẽ bấm tắt đi. Ok, bây giờ sẽ chỉnh nhạc, mời anh em cùng theo dõi. Vào tình yêu có nhiều trái đắng mắt tên khổ quá. Em nói khi yêu mình cho thật nhiều, nhưng chẳng nhận được bao. Tôi lại dùng cái thằng 1 tôi lưu sang thằng 2 anh em nhá. Em gọi anh bằng chữ khi em biết anh buồn. Em biết anh buồn từ khi em xin chào. Có phải em vô tình em làm khổ quá. Chiều mưa hấp hối em không ngại ngùng. Đi trong cơn đau buồn.
nó có nút và loa trái loa phải. Thì khi đó để như vậy nhá, để cả loa trái loa phải thì em bấm đây, nó sẽ chỉnh được cả hai bên liền lúc. Chứ mình không nên để từng vế một, bởi vì khi bấm từng vế một thì mình chỉ từng bấm riêng thì nó sẽ không được ok. Đó, được vào. Lúc nãy là tôi đang để Equirec nên là nó sẽ vẫn có đèn. Như mình tắt Equirec đi thì là nếu bật sang chế độ tép là nó sẽ mất đèn. Đây là một trong những mẫu lọc chất âm đỉnh luôn của Hàn Quốc. Ngoài việc chất âm hay thì nó là mẫu lọc có hình thức cực kỳ đẹp. Bề ngang của nó là 44cm anh em nhá. Chiều sâu tầm hơn 20 và chiều cao tầm 10-12. Kích cỡ tầm như vậy, màu đen trũi. Hai con đẹp như nhau. Và anh em kể cả con này tôi nhắc lại nhá, nó ghi là Hyundai. Nhưng anh em cứ cứ phải nhớ nó là mẫu Inkeo 5010, chứ còn nó ghi này là việc của nhà sản xuất. Đây tôi đã lưu 4 kiểu nhạc rồi, tôi sẽ lưu lốt kiểu số 5 và kiểu số 6, chưa lưu thanh nằm ngang. Tôi dùng số 4 cho lưu cho số 5. Nghĩa là mình dùng như thế thì mình sẽ đỡ phải chỉnh nhiều. Thật ra nó quá nhiều kiểu nhạc, mình lưu kiểu gì nó cũng sẽ gần gần như nhau. Nên là thôi lưu cho nó có thôi. Hai kiểu nhạc là cùng anh em ạ. Còn mình lưu nhiều quá thì nó như vậy thôi. Khi tôi mở to, tôi bấm từng kiểu nhạc thì nó sẽ có chất âm khác nhau. Giá 3.500.000 đồng, giá tại cửa hàng, không bao ship anh em nhé. Bao test cho anh em, bao test cho anh em. Xin cảm ơn.